Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của CWAT Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ rất là đẹp và được rất là nhiều anh em ưa chuộng trong cái khoảng thời gian gần đây. Một cái mẫu rất là sexy, nổi bật và một cái thiết kế tuyệt vời đến từ thương hiệu Hamilton. Và bên em chuyên mua, bán, trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng được săn sale hoặc qua sử dụng với mức giá cực kỳ là tốt. Nên là anh em có nhu cầu hãy liên hệ ngay với em với số hotline là 0828 915 22 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816 172 nhé. Bên em cũng sẵn sàng mua lại những chiếc đồng hồ anh em không sử dụng nữa với mức giá rất là tốt. Ok, hôm nay thì em đang có một chiếc Hamilton Jammaster Viewmatic Open Heart rất là đẹp, rất là tuyệt vời của một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thật ra thì Hamilton khi mà được khai sinh ra thì nó là một thương hiệu xuất phát từ nước Mỹ, nhưng mà bây giờ đã thuộc tập đoàn SWAT Group, cái tập đoàn lớn nhất thế giới rồi, và nó mang cho mình thiết kế của một người Mỹ nhưng lại mang cái sự tuyệt vời, những cái bộ máy tinh tế đến từ Thụy Sĩ. Đây là một cái sự kết hợp rất là đáng chơi anh em nhé, một cái thiết kế mà chỉ riêng có của Hamilton thôi, rất là đặc trưng với cái DNA của dòng Jammaster này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ có đường kính bề mặt là 40mm, nó sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em. Tuy nhiên là anh em để ý là cái càng của chiếc này đó, nó hơi dài một chút và nó thẳng ra, nó tạo cái form rất là khỏe khoắn và trẻ trung. Thế nên là nó cũng sẽ phù hợp với tay em không bị nhỏ nhé, ít nhất là khoảng 15,5 nha em. Đó, thế anh em mới fit được chiếc này, đẹp được. Còn nếu mà anh em có cổ tay khoảng 16,5 trở lên thì fit rất là đẹp chiếc này, và khoảng 17,5 đợt trở lại, đeo chiếc này rất là ổn. Cách đo cổ tay thì em có chia sẻ phần chia sẻ kiến thức trong cái list danh sách phát của kênh của CWAT Authentic, anh em có thể bấm vào đó để xem lại, hoặc là em sẽ để link mô tả ở trên phía dưới phần bình luận, anh em có thể xem ở đây nhé. Đó, phía ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối rất là trong trẻo nhưng cũng đủ độ cứng để bảo vệ cho cái nền dial này, bảo vệ cho cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của chiếc này. Một cái dial được hoàn thiện rất là tinh tế đấy, anh em thấy không? Kính, lớp kính này nó sẽ có cong nhẹ ở đỉnh và nó sẽ làm nhô lên một chút so với cả cái bezel của chúng ta. Đó, cái bezel thì làm mỏng, tạo cho cái dial nó cảm giác là nó rất là to, size 40 nhưng mà rất là nổi bật, đeo trên tay anh em rất là đẹp. Và cùng với cả một cái dial được hoàn thiện chi tiết, anh em thấy không? Đây, bây giờ thì em sẽ rút núm ra này. Lúc anh chức năng hợp hacking stop sẽ hoạt động và đồng hồ sẽ đứng lại. Bây giờ thì em sẽ chỉnh giờ đến cái múi giờ 10:10 để giới thiệu kỹ hơn về dial trước này nhé. Chúng ta sẽ có một cái dial màu đen. Và ở màu đen ở đây thì nó sẽ có hai phần màu đen. Ở bên trong thì màu đen dạng đen nhám, đen màu đen đậm hơn một chút, thì chúng ta sẽ có logo của Hamilton Viewmatic ở đây, cùng với cả cọc sự kim phút và kim giờ. Hai kim này được làm rất là sắc bén này, độ hoàn thiện cao, sắc nhọn và sẽ có phủ dạ quang để anh em có thể xem giờ trong bóng tối. Đó, đồng thời chúng ta sẽ có lộ cái bộ cân bằng Open Heart ở góc 12 giờ rất là đẹp mắt, tinh tế, và một số cái bánh răng, cơ cấu bánh răng ở góc 7 đến 8 giờ. Đây là một cái phần mà lộ cơ chỉ riêng có của trên đồng hồ Hamilton thôi anh em nhé. Thường thường những cái đồng hồ khác thì họ chỉ lộ cái bộ cân bằng thôi, nhưng chiếc này lộ rất là nhiều, tạo nên cái vẻ vừa sexy vừa nửa kín nửa hở đấy, rất là sexy quyến rũ cho cái chiếc đồng hồ này. Các cọc số thì sẽ là các cọc số Arabic ở góc 3, 6, 9 và 12 giờ. Còn lại là các cọc số vạch. Tất cả đều được gắn nổi bằng những khối thép được hoàn thiện rất là sáng bóng. Khi mà anh có ánh sáng đi qua thì cái dial này thật sự là bắt sáng rất là tuyệt vời. Đó, thiết kế rất là đẹp đến từ Hamilton. Cái dial này manly, nam tính, và nó những cái phần lộ ra ấy, nó được tỏa sáng dưới cái nền dial đen này, rất là đẹp. Nói về Hamilton ấy thì người ta vẫn nói về một cái bộ máy mà nó bền bỉ mà không có gì để hỏng cả. Ở phía sau này thì chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy thông qua lớp kính trong suốt. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ được sử dụng bộ máy ETA 2824 đến từ nhà sản xuất ETA. Bộ máy này thì đã từ lâu nổi tiếng về sự bền bỉ, chính xác và rất là lành. Ngay cả khi mà anh em bị hỏng hay cần bảo dưỡng thì nó cũng rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ sử dụng 25 chân kính, hoạt động trên tần số dao động là 28.800 VPH và tích cót lên đến 40 giờ. Và anh em có thể thấy là ở phía sau này, bộ máy cũng được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là cao. Đây là chính là trái tim của máy. Máy đầy đủ chuyện của V8, chuyện ETA. Đó.
Và một vài thông tin nữa như là chống nước ở 53 tương đương với 50 mét này, đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép đúc đặc không gỉ, bộ máy 28/24-2, kính sapphire sử dụng Hikmet và mã của đồng hồ H325650. Đó. Đồng hồ của chúng ta thì sẽ đi cùng với một bộ dây da cá sấu màu đen rất là đẹp, có những hai cái đường chỉ chắn này tạo điểm nhấn và khóa cài zin đến từ Hamilton. Đó. Rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ đeo chiếc này trên tay để anh em có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc này trên tay nó sẽ như thế nào. Dây cá sấu của chiếc này rất êm anh em nhé, đeo rất là thích. Đó, một chiếc như thế này ấy, độ mới rất cao, bên em đang giao lưu mức giá rất là tốt, vẫn có cam kết chính hãng 100%, bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em chơi. Chiếc này đang giao lưu mức giá là 11.500.000 cho một chiếc Hamilton rất đẹp như này anh em nhé. Tuyệt vời đấy, một chiếc Hamilton đẹp, chất lượng tốt, không có gì để hỏng cả. Đó, nếu anh em quan tâm hãy liên hệ ngay với em với số Zalo 0973 816 72 nhé. Bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm ở bên em cả. Xin chào và hẹn gặp lại.